Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi gá bạc, đánh bạc tại nhà của Hoàng Văn Huyên, sinh năm 1971 ở thôn Từ Tây, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Tại hai chiếu bạc, các đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh chắn và đánh sâm lốc. Cơ quan công an đã thu giữ gần 175 triệu đồng, một đĩa xứ, 3 bộ bài lá, 3 bộ bài tú lơ khơ, 14 điện thoại di động, 6 xe mô tô và 1 xe ô tô. Căn cứ vào các tài liệu điều tra và vật chứng thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Huyên, sinh năm 1971 ở thôn Từ Tây, xã Yên Phú và 9 đối tượng khác về hành vi gá bạc, đánh bạc được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 322 Bộ luật hình sự. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.